con đói quá à. Gì? Cho bú đi, cho bú đi. Làm gì có vú đâu mà cho bú, mày cà la mày. Ở đây đâu đây? Ôi da. Chào mừng ngươi đã đến với thế giới giấc mơ của ta. Ai vậy? Bà ai vậy? Ủa sao bà biết tin tôi vậy? Ta là một người xinh đẹp nhất trần gian này, có quyền lực nhất trần gian. Bà đẹp ha. Ok bà đẹp. Bây giờ bà đẹp hay không quan trọng. Bây giờ tại sao bà lại đứng ở đây mà tôi đang ở đâu đây? Hả? Tôi đang đâu đây? Ta vậy ta nói rồi, ngươi đang ở giấc mơ. Thế giới giấc mơ của ta. Ủa bà đến đây làm gì vậy? Ta đến đây để mang cho ngươi ba loại thuốc độc. Ba loại thuốc thần kỳ. À, loại thuốc thần kỳ. Thế tóm lại là tại sao mà tôi phải uống ba cái thuốc này, tôi không uống rồi sao? Nếu ngươi không uống thì ngươi cứ ở đây chơi với ta tới cuối đời của ngươi đi. Hả? Ủa? Chứ sao giờ bà bắt tôi ba uống ba cái nước này rồi ba nước gì xanh đỏ gì ghê vậy? Tôi biết rồi làm sao tôi uống. Thì có một loại thuốc trong này thì nó sẽ không có cái gì hết, uống vô nó cũng không có cái tác dụng gì đâu. Quan trọng là có hai loại thuốc, một loại thuốc sẽ mang đến cho ngươi sự giàu có, còn một loại thuốc nó sẽ mang cơ thể của ngươi bị teo nhỏ lại sau dây. Ủa thế còn bình nữa là gì ạ? Rồi một bình nữa nó không có tác dụng gì hết, để uống cho tức là các bạn ơi, ba bình thuốc này, một bình thuốc sẽ mang cho mình sự giàu có này, một bình thuốc biến mình teo nhỏ, một bình thuốc không tác dụng gì đó. Thì theo kết cấu là mình phân tích thì là có thể là bình đỏ là bình sẽ teo nhỏ này, bình xanh sẽ là cái bình giàu có và bình giữa là bình không tác dụng. Nhưng nhìn bà này gian lắm, bà này phù thủy chứ, bà lừa mình à. Bây giờ mình sẽ thôi được rồi, bây giờ cái bình thuốc màu trắng này không có tác dụng gì thì chắc là cũng chả ai muốn chọn này. Bà ấy chắc là bà cố tình lừa mình một trong hai bình này thôi. Mình sẽ chọn cái bình màu trắng đi. Đó, lấy bình màu trắng. Ủa, bây giờ uống xong ra khỏi giấc mơ. Ôi trời ơi, cái giấc mơ đêm qua thật là kỳ cục quá các bạn ơi. Rõ ràng đêm qua mình mơ thấy một bà phù thủy các bạn, bà ấy định hai dụ mình các bạn ông, nhưng mà chắc là mình xui xẻo rồi nên mình dậy buổi sáng này đó. Có thấy giàu có gì không? Mọi người vẫn nghèo kiết xác, nhà vẫn vậy à. Nhưng mà không sao. Thì chắc là mình bốc phải cái bình gọi là cái bình gì ta, bình gọi là không có tác dụng gì rồi, hoặc là do cái giấc mơ ấy chỉ là giấc mơ tùm lum thôi, ai mà chả mơ đúng không? Đó, nó mơ thì làm sao mà đúng được. Đó, mình giới thiệu các bạn luôn này, trời ơi, mình có một bộ sưu tập bình cổ cực kỳ giá trị luôn, trời ơi, nhìn đắt tiền không? Đó, hơi đắt tiền luôn, mình mới mua ở bến cảng ngày hôm qua. Đó, bây giờ mình sẽ sang gọi Phong Cận mình khoe Phong mình có một bộ bình cổ trang trí nhà siêu hoàn trắng mới được. Phong ơi. Phong. Phong Cận TV. Phong ơi. Đấy. Ôi dạ. Dạ. Ủa, tiếng con nít đâu rồi? Ủa, tiếng con nít đâu rồi? Ủa, trên này. Phong ơi. Phong. Ủa. Phong, ôi sao, sao nó quẹo đâu mà mộng. Phong. Mẹ. Mẹ đi, ở đâu xanh mày? Mẹ đi, không có mày. Ủa, mẹ đâu vậy mẹ? Ủa, cái gì vậy? Ủa, thôi chết thôi, gọi đây. Mày, anh vịt má. Các bạn ơi, sao Phong Cận lại còn quéo lại còn một mẩu mà lại gọi mình là mẹ? Hả? Ồ, đúng rồi, hay là đêm qua bà phù thủy bà ấy cho mình ba bình thuốc, một bình thuốc giàu có này, một bình thuốc không tác dụng gì hết, và một bình thuốc quéo lại. Hay là thằng Phong, hay là thằng Phong nó cũng mơ thấy rồi, nó chọn bình thuốc quéo lại rồi. Ồ Phong ơi, mày khóc quậy đi. Sao anh cho bú đi mẹ? Ôi cho bú, tại là gì có vô đâu mà cho bú. Vô cho qua mày. Anh không phải là mẹ của em rồi sao? Chứ anh là ai? Anh là ai vậy? Trời ơi, thằng này chắc là nó quéo lại, nó teo luôn não rồi. Tao là gọi, tao là mẹ mẹ. Đi rồi, mình về đây đi. Mình không sao, trời ơi, mình không nuôi nó. Giờ nó chạy lăng quăng chết mình mất. Bây giờ con như nhà con ở nha. Bây giờ, mà thôi đừng gọi tao là mẹ nữa, gọi tao là ba đi. Ba vịt đây nữa, qua đây, đó, ba nuôi con này. Đúng rồi, bây giờ con ở ngoan trong nhà nha. Thì là bây giờ ba sẽ đi mua đồ chơi cho con, ba nuôi con nha. Hê, hey, hấp dẫn nghe. Trời ơi, sao cũng kỳ ta. Con đói quá à. Gì? Cho bú đi. Làm gì có vú đâu mà cho bú, mày cà la mày. Cho giờ đói rồi, có gì con ăn đi. Ăn hả? May quá, còn bánh hamburger này. Trời đất ơi, vừa mới mua giảm giá xong trực cho ăn. Này ăn đi, này, 5 người hamburger này, nuốt đi. Tào lao mày. Thôi, không có ăn burger, hamburger khô đâu. Ta mua mấy chục ngàn cái mày dục gì trong thả mày. Thôi rồi, mình lấy đồ ăn khác rồi. À,
bọn trẻ con thích ăn KFC. Đó, quên mất nè, trời ơi, chê burger kinh đúng không? Ăn KFC ngon luôn. Đúng rồi. Mấy chung là thịt gà luôn mày. Ôi vui quá. Ồ không ăn hả? Thịt gà ngon lắm á. Ờ, đúng. Sao này? Lạ ta, không ăn KFC hả? Ok, không ăn thôi. Ăn thịt heo không? Mày bé xíu đấy, mày bằng của tạ, mày nâng được tạ hay tạ nâng mày mà mày đâu tập gym mày? Con tập gym quá. Ê, thôi rồi. À, thôi không sao. Thế mày thích ăn patty chi không? Đó, còn mỗi món này nè, mày không ăn nữa chịu à? Patty chi nè. Đúng rồi. Đúng rồi đó, đó thế mà mày con trai ngoan rồi, con trai cưng của mẹ thích ăn kẹo hút à. Đó, ngon không? Đó, ăn tạm đấy đi. Rồi, bây giờ con ở nhà ngoan nè. Con đừng ra ngoài nha. Bây giờ ra ngoài, trời ơi, ông ba bị ông bác á, ông kẹ ông bác á. Bây giờ để ba ba ra ngoài ba đi làm nha. Đó, ở nhà đi. Đi rồi. Hey, tự nhiên bây giờ mình lại thành bố trẻ con chứ trời gì đâu. Tự nhiên nhà đi ở có một mình biết nuôi con nít đâu. Tự nhiên mắt tôi đưa con nít vậy. Cái số kỳ mà không biết bao giờ nó mới biến lại bình thường ta. Bao nhiêu công việc gặt lúa chứ xong nữa. Cái gì vậy? Đậu xanh nó. Trời ơi, đập phá nhà luôn trời. Đập cái gì vậy? Bay rồi. Ê, ba đây. Sao kêu con ba dặn con ở nhà mà sao con kêu vậy? Ôi, nhà chán không có gì chơi nè, ba dẫn con đi chơi đi. Ờ, đồ chơi à? Ờ, đúng rồi ha, con nít nó cần phải chơi đồ chơi à? Ờ, đây, trời ơi, tưởng gì đây, ra đây, đây chơi ba. Này, trời ơi, bóng này, trời ơi, bóng này, này, con nhìn này, trời ơi, cái bóng này, này, đỡ này. Đỡ. Nhà bóng đợi đợi. Ôi trời ơi siêu quá trời ơi bạn này siêu quá. Ê đi qua đây đỡ này, đây bóng tiếp này đỡ này. Ronaldo Messi chút đó. Ghê không? Cái thấy chơi bà bóng hay không? À hấp dẫn. Ê ơ ơ. Rồi xong bay một quả bóng luôn. Chơi đâu cái này nhẹ nhẽo có gì vui ra. Ai mà con chút mất quả bóng này không chơi cái này thì chơi cái gì? Nhà tao có một mình tao ở, tao chơi đồ chơi gì mày chơi, tao lớn rồi á. Bây giờ làm gì có đồ chơi đâu. Có à, nãy con thấy có cái gì đen đen trong cái gì vậy? Ủa súng hả? Biết hả? Đúng rồi, mà cái này làm chơi sao ba? Cái ly không chơi được đâu. Xong rồi, hạt bụi nào hóa kiếp với cái bình của tôi. Mày đứng lại, mày giết cái gà đâu luôn mày. Vô đừng quá. Vui cái đầu mày, trời ơi mấy cái bình này mày biết tao mua bao nhiêu tiền ở ngoài bên cạn không ơi. Ôi gì vậy? Ôi đâu sao mày? Rồi xong. Thôi. Trời ơi. Lại chúa trên cao thường đang phá quắc mấy cái bình của tôi. Đâu, nó phá nhà tôi rồi. Thì đi lắp lại. Lên phá nhà tôi rồi, trời đất ơi, ba mẹ quỷ thần ơi. Bắn nhà tôi đây. Mấy thằng quỷ sứ. Dạ. Ba mặt đây. Nó đâu vậy? Nó mới đây mà. Đằng sau nè. Hả? Cái gì vậy mày? Em giỏi lên tới đây luôn nè. Sao mày lên được vậy? Con cái nào vậy? Sao mày leo lên đây được? Mày lấy cái gì mày leo vậy? Con thấy có cái gì trong rương của ba nè. Sao mày lấy cái móc của tao mày? Ê, lại phải gọi cho bố cô à. Ê, đứng im đi. Tao lao quá. Ê, tao mệt. Ủa, mày quá. Con gì bự vậy? Con này đem về nhà nấu cà ri ăn ngon lắm à. Con cho bố cô tao mày đắt tiền lắm á. Lên xe. Đi xuống. Trời ơi. Dạ mày vô nhà mày. Đi vô. Quay đi. Vô. Vô nhà. Tự nhiên sắp kiếm lại như quýnh con vậy. Hư quá nghịch. Ba nói không nghe. Chạy tào lao chạy tùm lum mà chạy lên nóc nhà rỡ hết cả nhà cả cửa. Bây giờ con rỡ đến tối mưa dào rồi sao? Hả? Hư không? Chém một cái đứa giờ. Tào lao hả? Mà tấm thương con mà chửi con. Hả? Gì? Đánh một cái khóc tùm lum vậy? Nên. Giờ nghe nè. Bây giờ con còn bé, con phải ngoan nè. Trời ơi, ngày xưa làm phong cận lớn thông minh vậy mà giờ nó ngáo vậy? Hay là ngáo từ bé ta? Ê, bây giờ con phải ngoan nè. Bây giờ nghe nè, bây giờ ngồi im nghe ba kể con nghe nè. Đó, bây giờ con còn bé nè, con phải học. Đó, con phải học những cái kỹ năng sống cần thiết chứ không phải là con nghịch mấy cái trò lưu tinh, hiểu không? Dạ.
đó. Đúng rồi. Bây giờ thì ba sẽ dạy con gọi là, bây giờ mình sẽ gọi là bắt chước người nước ngoài dạy con, phong cách dạy con của Tây, của châu Âu. Trời ơi. Bây giờ mình bây giờ ba sẽ dạy con là bây giờ. Ê, tao đang nói mà em ngủ. Ba nói vào chủ đề chính luôn này, là bây giờ con sẽ cần phải học kỹ năng chặt cây, bởi vì ở trong thế giới sinh tồn chặt cây luôn được ưu tiên lên đầu tiên. Bây giờ đi theo ba. Đó, bây giờ đây là giới thiệu với con, đây là một cái cây. Đó, bây giờ con phải phải dí tay vô cái cây, con đập pa 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 pa, con đập bên dưới đi, đập cục dưới, đập cục dưới đi. Đó, ấn. Đấy, có thấy không, cái cây nó nứt ra. Đó. Đó, con sẽ đụng cục gỗ. Thấy chưa? Sau cục gỗ xong thì chúng ta lại có thể chế tạo một cái gọi là bàn chế tạo. Đó, thấy bàn chế tạo chưa? À trời ơi, con trai cưng thông minh được. Bây giờ con muốn chế tạo những cái để có thể chặt nhanh hơn đúng không? Chúng ta cần phải tìm sắt. Tìm thêm sắt, mà con muốn tìm sắt thì nó không ở trên cây mà nó ở dưới lòng đất này nè. Con phải đào xuống dưới thì con mới thấy sắt, và mang sắt về nhà thì con mới làm được sắt. Đó, hấp dẫn. Đúng rồi, mà con đi đào sắt sao được? Mà ủa, con muốn đi đào sắt hả? Đây đây, ba tặng con cái này nào. Đó, con cầm lấy, thằng này thông minh á. Được, cái được. Này cái gì bự vậy? Đây là cái khoang, khoang này là chỉ dành cho người lớn thôi, nhưng mà ba thấy con thông minh á thì là ba đưa con luôn. Con cầm đi, con đào xuống dưới lòng đất là con sẽ tìm được sắt. Đó, bây giờ con đi đào đi. Ê. Ôi. Ôi. Ủa gì vậy? Ba con nói cho nghe nè ba ơi. Gì vậy? Ê ba, ngoài này ba mình đi đâu vậy? Ơi. Mày tìm gì tao, gì vào toilet mày? Ba đi mẹ, nãy giờ ba đứng trước ba, mà ra nó mở bông bông câu nó kiếm cái gì? Gì kêu gì? Hồi nãy con xuống đó con đào được cái cục gì xanh xanh nè, con cho ba coi nè. Đâu? Dưới coi. Ủa, xanh. Ủa, các bạn ơi, em bé Phong Cận mới đi đào một hôm mà nó được 10 kịp cư. Nó giỏi hơn nữa, con hơn ca ở nhà có Phúc ơi con ơi. Hay lắm. Ủa, con đào đâu vậy? Có kim cương này, con biết ông, một cục sắt chỉ giá trị 1 đồng mà một viên kim cương giá trị 100 đồng á. Con đào chỗ này nè, ba đi theo con. Trời ơi, nó biết cả chỗ đào kim cương luôn. Từ các bức kim cương vô đá hấp dẫn. Trời ơi, lấy may túi ba gang mang đi mà đựng. Các bức đồ vô, giờ hấp dẫn. Đâu, chị chỗ cho bác coi. Trời ơi, nhiều kim cương. Trời trời, còn này kỳ này đào đúng mò rồi, ông có đào đâu vậy? Trong này hả? Trong cái lỗ này. Trời ơi, kim cương nhiều đấy, con trai cưng quá. Rồi xong. Có kim cương, kim cương cái đầu mày. Gì vậy? Trời ơi, con cây cứ chơi được. Mày rồi xong, chết lên mình nữa. Rồi xong, chết thêm lần nữa. Mày đứng dưới cây cho tao lên coi. Mày chạy đầu ra ngoài vậy? Thật bất hiểu đi. Mày giết bà mày luôn mày. Chắc tao chết mày quá. Mày mày đi về nhà đi. Mày đi về nhà luôn đi. Tao không nuôi mày nữa. Mày đi về đi. Tôi mệt với cái thằng ôm mắc dịch này quá. Chắc tôi không nuôi được nó nữa các bạn ơi. Tôi không nuôi nó, tôi đi mới nó mất thôi. Đi ngủ. Ước gì ngày mai sẽ khác. Cứu tôi ơi. Nếu các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like, một subscribe, cũng như qua channel của Phong Cận TV và Timmy TV để ủng hộ trang hai người bạn của mình nha. Và có lẽ mình kết thúc ở video ở đây rồi. Mình mệt quá rồi. Ok, hẹn gặp lại trong ngày mai nếu mình còn sức để quay video. Bye bye.